em dắt đường đi chứ. Thì nghe cái chùa mình nó có một cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là bà cụ có cái mái tóc dài 6m2 nhưng mà tóc thì nó lại cuộn xoắn vậy đó. Thì trước hết đó là muốn gặp thầy để mà hỏi thăm. Là cái trường hợp bà là ban đầu á là bà đi theo thầy cách đây bao nhiêu năm rồi? Bây giờ mình kể bắt đầu giai đoạn nè. Cái giai đoạn hồi cô đầu, tư đầu mới, tiên á, mới đành mới á, mới đó à. À, tức là theo thầy về đây là chưa có phải không? À, là khi về đây là tóc cô tư đã đành rồi. Ồ. Rồi thôi bây giờ để mình tóm lược lại cho. Dạ. Rồi khi nào trong đoàn mình thấy thắc mắc cái gì á. Dạ. Đây là người cháu kêu cô tư bằng gì? Dạ. Đây là anh Phong. Anh Phong là cháu ruột của cô tư. Thì khi mà hồi đó cô tư mà còn trẻ mà cái anh Phong này còn nhỏ thì cô tư là người nuôi nấng anh Phong này. À, hồi còn chút xíu á. Dạ chút ý. Rồi khi lớn lên á là anh Phong này luôn nuôi lại tư. Cho nên nói về mặt gia đình thì đây là cái người gần gũi cô tư nhất. Dạ. Thì năm 1987 thì cô tư ở nhà của anh Phong này. Dạ. Để mà anh Phong lo lắng cho cô tư. Dạ. Thì năm 1987 á, thì bây giờ tôi là chỉ một thanh niên mới lớn lên khoảng 16, 17 tuổi. Là thầy tu hồi lúc đó đấy. Dạ lúc đó chưa tu, mới 16, 17 tuổi thôi. Đấy, là tức là không có vợ con gì nữa. Dạ chưa, nghĩa là nói là còn duyên đó. Đó. Thì bây giờ năm 16, 17 tuổi là mới đi xuống nhà anh Phong này nè. Dạ. Chơi để thăm cô tư. Dạ à, thì lúc tại lúc bây giờ là cô tư là đang ở nhà của anh Phong này. À rồi. À thì nhà của anh Phong này cách đây khoảng một cây số trở lại thôi. Dạ. Thì lên xuống thăm tư rồi ở chơi với tư nhằm phía ở ăn cơm nhằm phía ở ngủ luôn nữa. Dạ. Thì lúc bây giờ cái ngôi chùa Huệ Phước mà cái ngôi chùa hiện hữu bây giờ nè. Dạ. Chỉ là một ngôi chùa tranh vách lá. À. Nghĩa là không có cái chén, không có cái nồi để ăn cơm luôn nữa. Nghĩa là bỏ chùa hoang luôn mà. Yeah. Thì bây giờ năm đó là mình 17 tuổi rồi mình mới nói tư. Yeah. Nói tư ơi, tư xin cái ông chủ chùa ở đó đi. Ừ. Rồi nếu mà ông cho con với tư về ngôi chùa đó ở. À mà cô cũng lúc đó cũng chưa tu nữa. Lúc đó, nghĩa là tóc lúc đó là cô tư năm đó là bao nhiêu tuổi hả? Đánh rồi. À lúc đó là. À, đánh rồi hả? À. Thì bây giờ mình mới ngưng ngay chỗ này đi. Rồi. Thì trước hồi về cô tư á. Yeah. Thì năm mà cô tư 19 tuổi á. Dạ. Thì tóc của cô tư bình thường như những cô gái bây giờ thôi, không có gì hết. Thì sau một giấc ngủ trưa của cô tư ngủ tỉnh dậy thì tóc của cô tư tự nhiên nó dựng ngược lên thẳng cao lên như vậy. Và nó tự động nó gối, nó thắt lại hết. Nó thắt lại. À. Rồi mà nó đi dựng lên như cái tháp không? Dựng đứng lên là cũng như cái mão của ông vua vậy. Đó. À. Nhưng mà lúc đó là thầy có nhớ là cái đầu tóc nó xoắn tròn 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 lại như cái tóc của Đức Phật không? À, cái đó thôi để anh chú xin anh kể ha. Nó có được rồi. À. Thì nghĩa là nó gối nó thẳng cao lên vậy. À, nó dựng lên vậy. À, thì bắt đầu lúc đó là cô tư bắt đầu ăn chay trường. Ăn chay trường. Và cô tư chỉ ăn ngọ. Ăn ngọ nghĩa là ăn buổi sáng và buổi trưa. Ăn sáng trưa luôn. À từ buổi trưa về chiều là cô tư không ăn nữa. Chỉ uống nước. Rồi. Thì bắt đầu năm 19 tuổi là cô tư cứ việc để dài nó cao lên vậy nè. À. Rồi từ từ nó ngã xuống. Cao lên quá cái tư mới qua bên Trà Vinh. À. Bên Trà Vinh nó có ngôi chùa là Thời Mẫu. À. Thì cũng có một bà cụ tóc đanh như bà tư vậy. À, vậy nữa. Nhưng mà tóc dài hơn. À. À, nhưng mà nếu nói về trong cái đạo á thì cái người đó là cũng như là sư phụ của tư vậy đó ha. À. Thì tư mới qua chùa đó rồi cái bà cụ mới sửa tóc cho tư nằm xuống ra lại sao vậy. Rồi cô tư để tóc dài đó cho tới ngày hôm cái nay. Tới ngày hôm nay. À, thì mỗi năm á, thì trung bình ra khoảng một tấc. Ừ. Thì trải qua là mấy chục năm của cô tư từ năm 19 tuổi tới nay thì trải qua mấy chục năm thì nó ra là 6 mét mấy 7 mét vậy đó ha. Nhưng mà mỗi lần nó ra thì tự nó xoắn lại vậy. Là, nghĩa là tóc ra tới đâu là nó thắt nó đanh là tới đó. Ồ. Không có bàn tay của con người mình can thiệp vô được. À. Mà từ năm 19 tuổi mà khi tóc cô tư đanh như vậy á cho tới ngày nay là cô tư không có gọi đầu. Không hề gọi đầu. Không hề gọi đầu. Mà không có bị hôi, không có bị gì hết. À. Nghĩa là không có nước trên đầu. À. Nhưng mà da đầu vẫn trắng sạch và không hôi dơ.
Thì từ ở chỗ đó mới là một cái hiện tượng lạ để cho bà con Phật tử khách khứa thập phương người ta đến ta kiếm tư. Chứ còn để vài ngày mà chí gần rồi hôi gừng thú quất thì nó bình thường như những người Đúng rồi, khác, đúng ai rồi. đâu đó. Thì khi mà tóc đen cho tới cái năm mà 87 thì vẫn ở nhà của anh Phong này, dì cháu ở trong cái ngôi nhà đó. Thì năm 87 đó, năm 1987 đó, thì tôi với cô Tư mới xin về cái ngôi chùa Về này chùa đây. để ở, để tu. Nhưng mà lúc đó là có sư ở đây không? Nhà không, chùa hoang À, mà, chùa quan một thôi. ngôi chùa hoang, chùa láo Rồi thôi. thầy tự về Rồi đây. xin với xin ông chủ đất, rồi Tư Đây. mới về, rồi tôi mới về. Thì hai người về một ngôi chùa lá như vậy. Tư thì có gia đình ủng hộ gạo cơm nước để sống, hộ chùa lá khổ lắm. Rồi tôi thì phải đi học rồi mới được trụ trì chứ. Mình đi học về xong ở năm 87 cho tới ngày hôm nay. Tới năm 93 thì chính thức trụ trì. Năm 93 thì chính thức bổ nhiệm trụ trì. 93. Và năm 1993 sau khi chính thức trụ trì rồi đó thì bây giờ khách thập phương bá tánh người ta biết cô Tư nhiều hơn và người ta đến chùa nhiều hơn. Thì khi người ta đến nhiều như vậy thì người ta mới cúng dường. Người ta thấy ngôi chùa lá nhỏ mà nghèo quá thì người ta đến, người ta thấy thương, người ta cúng dường. Rồi. Thì người ta cúng dường từ từ rồi mới mua đất cất chùa cho tới ngày hôm nay mà quý chú trong đoàn mình nhìn thấy ngôi chùa hôm nay. Thì đó là nhờ bá gia bá tánh khắp nơi, tất cả chỗ nào ta nghe cô Tư tóc dài lạ quá, ta về ta thăm, ta Rồi. kiếm ta thấy chùa nghèo quá cái ta ủng hộ cái xây xây dựng cho tới ngày hôm nay luôn. Là tới năm nay năm 2024 rồi đó ha. Thì cô Tư bắt đầu về chùa này năm 1997. 97. À, tôi cũng xuất gia vào năm đó luôn là năm 1998. 97 98 vậy là nay 26 năm rồi. Hôm 6 hôm 7 ha, hôm 6 hôm 7 hôm 8 27 năm rồi. nha. Thì năm về năm 87, năm 88 là tôi xuất gia. Rồi năm 93 là mới trụ trì, mới Bây giờ chính thức trụ thầy trì. là pháp danh là cái gì? Chúc Tuệ, Thích À, Chúc Tuệ. Thích Trúc Tuệ. Chúc Trúc. Chúc Chúc Tuệ. Thích Trúc Tuệ. Thì cô Tư ngày hôm nay là như vậy. Bao nhiêu tuổi? Như cái tên từ sinh nó thì 87 còn giấy thì 86. 86 Là à. tuổi em Mậu Dần. Mậu Dần là năm 86, là đanh năm 10, 86 à. đanh năm 19 tuổi. Về nay là mấy mươi năm anh? Là năm Mình tính 20 đi, 20 nay 86 đi. là 68 năm. Đó. Thì 68 năm nay thì tóc của cô Tư trung bình khoảng 6,8 á, mà trung bình mỗi năm ra khoảng một tấc. Và 68 năm nay là cô Tư không có gội đầu. Nhắc lại lần nữa ha. Và khi mà tóc đanh là cô Tư ăn 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 ngọ, nghĩa là sáng trưa chị không ăn. Nhưng mà khi tới năm khoảng 92.000 gì đó thì cô Tư vẫn ăn ngọ nhưng mà cô Tư không ăn cơm, bỏ cơm luôn. Bỏ cơm luôn. Chỉ là uống nước nè, rồi ăn trái cây nè, rồi ăn khoai lang luộc nè, rồi bắp bắp trái mình nó luộc nè, hoặc là hột bắp đó, nấu nhừ cái ăn nè, rồi các loại hạt đậu này kia, nghĩa là không ăn cơm, chỉ ăn những cái ngũ cốc đó thôi, nhưng mà vẫn ăn ngọ, nghĩa là ăn sáng và trưa chứ chiều không ăn, Không chỉ ăn, tức uống là nước thôi. từ khi ăn trưa xong là về là 1 2 giờ là chấm dứt luôn cho tới ngày mai á. Cho nên năm cô Tư 19 tuổi cho đến năm năm mấy 60 là còn ăn cơm và ăn ngọ. Nhưng mà qua tới năm đó đó, lúc đó năm đó là cho tới ngày hôm nay là cô Tư chuyển qua là ăn trái cây không. Ngày nay cũng mười mấy 20 năm rồi đó, là không còn ăn cơm nữa. Nhưng mà cô có bị bệnh ốm cái gì không? Thời gian trước đó là cô Tư không có bị bệnh, nhưng mà bây giờ năm nay là cô Tư 80 mấy tuổi rồi thì thỉnh thoảng có những cái bệnh trong mình này kia vậy đó, rồi cũng có nhờ bác sĩ đến xem mạch rồi cũng cho thuốc như kia vậy Rồi. đó. Chứ còn mà cái thời gian trước đó, hồi mà chưa có Covid á, là cô Tư thì lâu lâu chỉ nhức đầu bữa hay bữa hết, nghĩa là nói chung là không có bệnh hoạn. Rồi. Nhưng mà những năm gần đây khi mà mùa Covid tới nay á Dạ. thì thỉnh thoảng cô Tư cũng có nhức mình nóng lạnh này, Yeah. thì Chút xíu thôi. cô Tư cũng đi bệnh viện mới về đó. Cũng đi bệnh viện cháu Tư đưa đi. Để kiểm tra sức khỏe rồi. Dạ, định kỳ. Ok, cảm ơn thầy rất nhiều. Bây giờ chắc có lẽ xin phép thầy là hỏi tới anh Phong ha. Hồi xưa là ai đặt anh tên Phong? Ba mẹ. Phong là gió nè. Rồi bây giờ anh Phong á, là mình muốn hỏi thăm á, là cái
Khi mà anh ở với bà là lúc anh bao nhiêu tuổi? Hồi đó khoảng 5 tuổi. À, 5 tuổi. Nhưng mà khi mà tóc của bà mà xoắn lại á, là năm đó anh bao nhiêu tuổi? Dạ, số lại năm đó chắc không nhớ được, không nhớ được. Nhưng mà Khoảng độ khoảng độ khoảng mười mấy tuổi chẳng hạn, dạ. đúng không? À, nhưng mà lúc đó cái mái tóc á, tại vì mình muốn hỏi như vậy nè, tại vì á là trước đây hồi mình còn 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 trẻ đó, là ở trên cái làng của mình á, là cũng có một cái bác đó, là bác tự nhiên á, là bác cũng ăn chay và bà cũng ăn trưa giống như như cô ở đây, rồi tóc mới xoắn, nhưng mà cái tóc đó nó dựng lên như một cái tháp, lên như một cái tháp vậy nè. Nhưng mà cái lạ của nó là khi cái tháp đó tròn lên vậy đó, thấy càng lên cao thì nó càng nhọn, và cái tháp đó đó nó xoắn cái đầu tóc á, nó xoắn 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 cuộn 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 giống như là trong hình mà của Đức Phật mà Mô Ni á. Rồi á là khi mà nó xoắn lên, nhưng mà nó tụ lên vậy đó, thì người ta có hỏi là bà ơi, vậy là nếu mà tóc bà nó xoắn vậy rồi bà gội sao? Bà nói không, buổi tối á là lúc mà bà ngủ á, nửa đêm á, thì có người gội cho bà. Thì cái đó là không thể nào người phàm có thể làm đụng tới được. Bà nói là bà nói như vậy đó, là có cái người ở trên á, đi xuống gội đầu cho bà, rồi cái xếp cái tóc bà lại như vậy. Nhưng mà bà chỉ có lên như đó thôi. Rồi bà đến cái lúc mà bà gần 100 tuổi á, thì bà đi ra đi cũng giữ cái mái tóc như vậy. À, do đó là mình muốn hỏi anh, tại anh người tiếp cận từ đầu tới cuối á, bạn có thấy cái hiện tượng đó không? Tức Dạ là có thấy cái tóc xoắn lên cao vậy không? dạ không đâu, không có để ý phần đó. À, không có để ý Dạ. phần đó ha. Dạ. Rồi bà có nói là nửa đêm rồi dậy rồi có ai gội đầu cho bà được không? Dạ không, không, cái phần đó là phần bên kia quá sức quyền bí, đây không có, không À, hề. mình thấy dạ nó bình thường vậy dạ ha. dạ À, cái đó là cái mà mình hơi khác rồi cái đó. cái này mình xin phép anh Phong ở chỗ là tại vì về mặt tâm linh thì anh Dạ. Phong cũng không có quan tâm mấy, À. nhưng mà khi hồi cô Tư về chùa với thỉnh thoảng mình có nghe mà cô Tư hay kể á, À. với kể những cái động khách ta tham quan á, À. thì cô Tư cũng nói là cái này là phải bề trên gội cho Tư nó mới được sạch sẽ Đó đó. như vậy, chứ còn mà tóc quý cô mà để 2 3 ngày 3 4 ngày không gội là ai Chính chịu đời cho xác. nổi. Đây Nghĩa đó đó đó. là chính Tư á, thì có nói có kể, Đó. còn mà kêu mà để thấy á, sao mình thấy. Thì mình không thấy. Tại vì lúc đó mà khi mà ngủ, trong lúc ngủ á, thì có là bề trên xuống rồi rủ tóc ra rồi gội rồi xếp lại tóc. Bởi vì nó có một cái thắc mắc á, là vấn đề ở chỗ là cái mái tóc dài 6,2 m, nhưng mà cái bó tóc á, nó cuộn chút xíu cho chú sẽ coi á, cái bộ có bó bự vậy nè, à, mà nó chạy dài như vậy, thì riêng cái thí dụ như cái đầu của mình ở đây tiếp xúc trực tiếp với cái mà cái ta cái đầu á, thì mình gọi còn được, nhưng mà nguyên cái mái tóc mà nằm dài vậy thì làm sao? Rồi trong lúc mà 6 m mấy vậy là không có con ký sinh nào, không có cái con gì nó đến, hoặc là con chiết gì nó trong đó mà nó sạch trơn vậy hả? Với hồi đó cũng có những lúc á là Tư cũng hay kể, cũng như mình hồi thanh niên rồi tuổi Dạ. trẻ cũng như mình muốn tìm hiểu về quyền 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 bí. quyền biến chút á, Dạ. nó Tư ơi vậy chơi quá sao Tư, nói Ừ. không ban đêm là có những tiên nữ người ta xuống, người Đó. ta gọi rồi người ta sắp xếp lại, người ta thắt ta đanh lại, Đó. chứ tóc của mình thì nó sổ thẳng là bình thường thôi, nhưng Dạ. mà những cái đó là do những cái vị tiên nữ Đó. ta thắt rồi ta gọi ta chảy chuốt kia đồ lại, thì cái Đó. đó là lời Tư nói thôi chứ kêu thấy mình không Mình thấy. sao mình thấy được? Nhưng mà đó, thầy nói cái kể lại cái đó cái là cái quan Dạ trọng. thì Tại vì mình cũng nghe cái bà kia kể lại, thì bà cũng nói là các vị tiên nữ xuống rồi xả tóc ra, rồi gội tóc rồi xếp tóc lại. nhưng mà cái phần mà ký sinh trùng này kia như nãy mà bác nói á, Dạ. thì Tư kể hồi đó nó khi mà mới vừa đanh lên á là 1 2 ngày đầu hay 1 2 tháng đầu, với nghĩa là không chính xác, thì nghĩa là cô Tư ngồi á chí này kia hả kia bằng mình nhìn mình thấy luôn rất là nhiều, rất là nhiều, Ban nhưng đầu á. ban đầu á, nhưng mà chỉ là bao mấy ngày thôi là tự động hết, thì mình mới hỏi Tư cũng như mình thắc mắc mà với kiểu thanh thiếu niên mà nó vậy, hỏi Tư diệt chí hay là Tư chải hay là Tư bắt gì hết, thì Tư nói không, cái đó là cũng như là
ơn trên là thử thách Tư, Tư chịu nổi chịu không? Nổi không? Nếu chịu nổi là để à. Còn nếu mà ai chịu không nổi là nhầm khi ta phải cạo. Ta cạo đúng hoặc rồi. Hoặc ta vũ ra là người ta bắt chí đó, như đó. Là Tư nói là những ngày tháng đầu tiên dạ. Là thử thách cái đó đối với Tư rất là lớn. Đó, nhưng mà cái đó là quan trọng à, nhưng mà Tư nói là do nghĩa là về mặt tâm linh mình không biết sao em. Tức là quyết chí đi, đi tu rồi đó. Tư nói là quyết chí với phần là phải có ơn trên độ đã. Thì Tư mới có cái can đảm, cái bản lĩnh để vượt qua được đó. Nhưng mà khi độ độ chứ cũng phải có thử thách để cùng vượt qua nổi không đã. Thì Tư đã vượt qua những cái đó rồi Tư giữ tới ngày nay. Chứ hầu lúc những ngày tháng đầu với những năm tháng đầu mà lúc mà bị chí đó đó đã. Là nhiều người ta nói thôi cạo đi đó, chịu không nổi à, chịu trời ơi chí mà nó, à. Nó mà tóc nhiều vậy là nó yeah. Nó kêu nó phá không chịu nổi mà hô Tư vũ vũ bợ vũ vũ nó rớt dài dài vậy đó là giờ mới thấy rồi. Trời đất ơi, nhưng mà xong rồi là tự động mất tiêu hết à. Nhưng mà cái thời gian cụ thể thì mình không nắm được yeah. Nhưng mà Tư có kể hay phải chỗ đó yeah. Nó còn có một cái phần nữa mà cực kỳ quan trọng là vậy nè, tức là nãy thầy có nói là lúc mà cái đầu tóc cao quá thì cô có nhờ một cái người mà hình như là chung một môn phái gì đó mà cái người mà thầy mà là mà cùng môn phái đó là người đó đạo mẫu à, người đó bên chùa bên Tứ Ân Hữu Nghĩa thời mẫu à, thời mẫu á à, Tư ngày xưa Tư cũng bên mẫu à, à. Nhưng mà cái đó là cũng chùa Tứ Ân à, kêu là Phật giáo Tứ Ân Hữu Nghĩa. Tứ Ân Hữu Nghĩa à, nhưng mà thời à. Là thời mẹ Địa Mẫu. À, mà Diệu Mẫu à, ngày xưa mà khi trước khi tôi về bên Phật thì là tôi vẫn đi chùa Địa Mẫu à, Địa Mẫu à, đi chùa Mẫu à, Mẫu thì có ba tam vị thánh mẫu á à, cho nên từ ở chỗ đi chùa Mẫu cho nên à. Tư đi chùa Mẫu mới gặp Tư à, à tại vì Tư đi xuống chùa với Mẫu là bên chùa Tứ Ân Hiếu Nghĩa đó à, Tứ Ân đó. Rồi đây lúc thanh niên 16, 17 tôi 18 rồi thì vẫn đi chùa Mẫu cho nên xuống nó mới gặp Tư. Đại con có một suy nghĩ trong đầu á, chắc có lẽ vài hôm con cũng ghé thăm cái ông cụ đó, ông cũng trong cái đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa và ông cũng có cái mái tóc dài. Nhưng mà theo như mình biết là cái bên đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, bên đạo mẫu thì đa số đều có tóc đanh như Tư. Đó. Ngày xưa Tư có một vị là cũng bà Tư ở bên đây gần đây thôi. Rồi. Thì cái vị đó cũng như là sư tỷ của Tư đó, đó. Chị em á ừ. Thì vị đó thì cũng tu theo bên đạo mẫu. Đạo mẫu luôn. Tóc thì nhỏ hơn của cô Tư bên đây à. Nhưng mà cũng dài, nhưng mà ngắn hơn của cô Tư bên đây à. Nhưng mà vẫn là bên mẫu. Rồi cô Tư cũng sống cũng thọ à. Nhưng mà cô Tư cũng ăn khổ hạnh như Tư mình bên đây vậy đó. Gần yeah, trăm rồi mới mất à. Nhưng mà vẫn đi đứng sinh hoạt hay quá ha. Bình thường à, hình cũng... như là bên Tứ Ân Hiếu Nghĩa đó yeah. Người ta chỉ ăn cứ buổi trưa thôi yeah. Tức là ăn theo giống như Nam Tông á yeah. Cho nên nếu mà nói mà tóc đanh á thì mình biết rất là nhiều vị đó. Đều xuất phát từ đạo mẫu, từ đạo mẫu Tứ ra. Ân Hiếu Nghĩa ha à, cái đó cũng hơi đặc biệt yeah. Tại vì thực ra cái Tứ Ân Hiếu Nghĩa của miền Tây này mình mới có yeah. Thì lập từ cái ở miền Tây lên, còn cái đạo mẫu á là cái chính gốc của nó ở miền Bắc yeah. Hoài Bắc nhiều Bắc nhiều yeah. Nhưng mà ở ngoài Bắc thì chưa thấy có ai có cái tóc xanh yeah. Như vậy có thể là sự kết hợp giữa đạo mẫu với đạo Tứ Ân. Mà mấy cái vị tóc đanh như Tư á thì thường hay nói là những vị tu bên Tứ Ân Hiếu Nghĩa như Tư với đó. Bà Tư bên kia đó. Những vị mà mình tiếp xúc á à. Thì đa số người ta nói là cũng như tu rồi cũng như là có cái kết quả hoặc là cũng như được bề trên là cũng à. Như ấn chứng như ấn thế chứng nào đó. Thì mới ban được cái tóc đanh đó à. Chứ không phải ai vô đạo mẫu là đều tóc đanh. Đúng rồi. Nhưng mà phải trải qua thời gian tu tập như thế nào à. Rồi cũng như được ơn trên ấn chứng là mới được tóc đanh. Chứ còn nếu mà ở vòng trôm này mà mấy người mà theo Tứ Ân Hiếu Nghĩa với theo đạo mẫu mà tóc đanh hết đó, thì cái làng này thành làng của Phật. Dạ. Cho nên mà nếu trong vị vòng trôm trong Bến Tre này là mình biết rất nhiều vị, cũng 5-6 vị mình biết đó dạ. Vẫn tóc đanh, vẫn đi chùa mẫu, vẫn tin là có mẫu vậy mà, đó. Mà cách ăn của ăn uống cũng là ăn buổi trưa đó. Thường thường thì đa số là vậy. Vậy đó. Tại những vị tu bên mẫu ta cũng hơi khổ hạnh. À, khổ hạnh. À, nghĩa là ăn đa số là ăn ngọ, ăn chay trường, ăn à. Ngọ. Rồi có những ngày tháng á.
bình thường là ăn cơm ăn ngọ, nhưng mà Tư ngày xưa có những năm tháng lâu lâu á, là cũng như là Tư nói là hành đạo á, thì trong những cái tháng đó là cô Tư không có ăn nữa, mà chỉ uống nước không thôi. Uống nước thôi. Rồi có những lúc là vẫn uống nước, rồi không ăn cơm mà chỉ ăn khoai lang không cũng có nữa, chỉ ăn một củ khoai lang đó thôi, Mà ăn buổi trưa đó. ăn cũng ăn bữa trưa vậy mà cũng mấy tháng vậy. Rồi lâu lâu cái kêu là tháng hành đạo đó, rồi nhầm khi nghĩa là khổ hạnh đến mức độ đó đó. Còn bình thường á thì ăn cơm thì ăn ngọ là chuyện bình thường rồi, nhưng mà thỉnh thoảng là vậy, uống nước cả tháng 10 ngày mấy chục ngày, Cái đó giống như bên đạo hồi á, nhầm khi mà ăn khoai lang mấy nhiều tháng tháng đó, cho nên ngày xưa khổ hạnh lắm Tư á. Rồi bữa hôm nay là rất là may mắn và được đến gặp thầy rồi gặp anh Phong để biết được những cái tình hình vậy. Thì thôi thôi thêm câu hỏi nữa đi. Tức là theo thầy là vòng vòng mình ở đây á, theo mà thầy biết á, có khoảng một chục người mà đi theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa rồi đạo Mẫu á, thì có cái đầu tóc mà đanh như vậy như có khoảng chục người không? Theo mình biết là khoảng một chục, nhưng mà có một số là khi mà tóc đanh lên vậy nè, rối vậy nè, thì một thời gian cái gì công ăn việc làm cái họ xin xuống tóc, Xuống tóc. xuống tóc xong rồi chẳng hạn như đợt đợt cô Tư chơi đó, anh Phong rồi chú Út ở đây, chú Út mà hay lên chơi á, không biết Cũng vậy cô đó. nghĩa là cũng thanh niên như cũng như mình vậy nè, rồi tóc đanh vậy đó, nhưng mà giờ ta đang làm công ty hoặc này kia Thì người ta không để rồi được. để vậy kỳ quá, rồi cũng xin cũng như nguyện giá gì về trên xin, nhưng mà có gặp một trường hợp là khi xuống xong rồi đó, là cạo chín lên đây mình cạo á, cạo xong rồi thì vài tháng sau cái đanh lại lần nữa, nó thấy nó rất là bính hết vậy nè, rồi cái đầu cũng sinh nữa, rồi mình cũng cạo mà hai lần như vậy là mới tóc ra lại bình thường. Mà thầy lúc đó thầy thấy á, cái khi mà nó đanh lại á, thầy thấy nó có xoắn tròn 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 không? Nó không, nó kết chặt lại, Nó kết chặt à, thôi. nó kết lại dễ là vậy đó. Là đây đây là mình biết mà mình hay qua tới luôn này kia, là có biết được hai chú là cũng thanh niên như vậy thôi, mình xuống cho mấy lần, nhưng mà tới lần thứ hai thứ ba Hay là quá. mới hết. Rồi có những vị lớn tuổi như năm mấy 60, có một hai vị cũng đã mất rồi, rồi có biết những cô cũng giờ cũng còn sống năm mấy 60, tóc cũng đanh rồi nhưng mà nhỏ nó Nhỏ gọn, thôi. cũng như thể hiện là biết là có một cái quyền bí hơi Quyền lạ bí vậy thôi, đó. chứ còn mà nói về chiều dài hoặc độ lớn này kia thì ở tỉnh Bến Tre này không ai bằng cô Tư, không ai bằng cô Tư. Mà bữa nay chút nữa đoàn thăm á Thêm câu hỏi nữa đi. Tức cứ việc là hỏi tự nhiên không tại có vì gì á, á. tại vì á, là thứ nhất á là cái chuyện mà kết tóc rõ ràng là có vấn đề liên hệ tới vấn đề Tứ Ân Hiếu Nghĩa rồi. Cái liên hệ thứ hai là do cái cách ăn uống, mà ăn uống có cái đó cũng giống như của Nam Tông vậy đó. Rồi cái thứ ba nữa là không phải là một trường hợp cá biệt mà cũng có vài người có cái hiện tượng đó xảy ra, nhưng mà tại vì công ăn việc làm người ta không có thể tiếp tục được à, nhưng mà họ vẫn có cái hướng tâm về với cái sâu thống thiện à. Thì như vậy á, là những cái người mà như hồi nãy là xưa thầy nói cái có cái cô sống gần cái 100 tuổi ha, thì mới mất thì cũng có cái hiện tượng đó à. Thì mình có một cái thêm một cái nữa mà chắc có lẽ đây là cũng là một cái gì, có thể là một cái gì đó bí mật cái câu chuyện là có thể là nói sao nè, đọc cái kinh gì, vì trong cái Tứ Ân Hiếu Nghĩa phải có cái kinh đó. Cái kinh gì và có cái câu chú gì không? Kinh mà bên Tứ Ân Hiếu Nghĩa là có kinh, có Đó. kinh Địa Mẫu Chân Kinh với Địa Mẫu Diệu Kinh Địa Mẫu Chân Kinh, và Địa Mẫu Địa Diệu Mẫu Kinh. Địa Mẫu gì? Diệu Kinh Diệu Kinh. nhưng mà trường hợp cô Tư ở đây á thì cô Tư không biết chữ và cũng không có đọc kinh. Cũng không đọc kinh luôn. Từ nhỏ tới lớn cô Tư chỉ biết ăn chay trường và niệm Phật, Đó, niệm mà nó mua về Phật, Nam nó Mô mua A Phật Di Phật, thôi. rồi tối ngày vậy. Rồi lúc hồi cô Tư còn khỏe thì hay ra tượng Quan Âm và họ lên chánh điện rồi ngồi chỉ niệm Phật vậy thôi. Nhưng những cái vị kia họ có đọc kinh của
Tứ Ân Hiếu mà nói chung những vị khác mình thấy đa số là đều không biết chữ là nhiều. Họ chỉ ăn chay rồi niệm Phật. Còn ngày lúc trước Tư mình đây thì cũng ăn chay niệm Phật, nhưng mà khách tới vậy ha, mà lúc cô Tư còn nói chuyện nhiều, cô Tư còn minh mẫn ha. Cô Tư cũng phiên ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ vậy thôi, chỉ nhiêu đó thôi, chứ không có đọc chú gì hết. Không có đọc chú, Tư với phần cô Tư cũng đâu biết chữ đâu đọc. Chỉ là ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, rồi phiên tất cả mọi người ai đến cô Tư cũng phiên vậy, sống lành thôi. Thôi vậy là chắc cũng thỏa mãn hết rồi đó. Rồi bên này hiểu hết rồi. Rồi nói trong đoàn mình có cái gì mà mình muốn tìm hiểu ở trong đoàn mình có ai cứ có việc đây gì rồi nếu mà không có chắc có lẽ vậy cũng quá đủ rồi. Rất là cảm ơn thầy, chút xíu là sẽ xin phép thầy để lên là thăm cô Tư một chút. Xin cảm ơn thầy. Rồi,